đưa ra mức đãi ngộ khủng, đội bóng Thái Lan quyết tâm chiêu mộ Hoàng Đức. Sau những màn trình diễn chói sáng của Hoàng Đức ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển Việt Nam, anh đã được một đội bóng ở Thái League ngỏ lời bằng bản hợp đồng có mức lương cực khủng. Theo đó, mức độ đãi ngộ mà đội bóng này đưa ra cho tiền vệ của Viettel là 10.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương 230 triệu đồng Việt Nam. Đây là thành quả của những màn trình diễn đầy ấn tượng của Hoàng Đức trong câu lạc bộ lẫn đội tuyển Việt Nam. Ở mùa giải năm ngoái, Hoàng Đức là một trong những trụ cột giúp cho Viettel lần đầu tiên lên ngôi vô địch tại V-League. Ở mùa giải năm nay, anh cùng với Viettel tiếp tục thi đấu ấn tượng tại đấu trường AFC Champions. Thế nhưng, sự chênh lệch trình độ với các đối thủ khiến cho Viettel không thể giành quyền đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Tiền vệ sinh năm 1998 được đánh giá là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội tuyển Việt Nam sau hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong quá khứ đã có hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam từng khoác áo các đội bóng Thái League, đó là trường hợp của tiền vệ Lương Xuân Trường và thủ thành Đặng Văn Lâm. Ngày 10 tháng 2 năm 2019, Lương Xuân Trường chính thức ra mắt câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan với bản hợp đồng cho mượn một năm từ Hoàng Anh Gia Lai. Sau 4 tháng, Xuân Trường rời Buriram để trở lại Hoàng Anh Gia Lai. Anh có tổng cộng 9 trận thi đấu trên mọi đấu trường cho câu lạc bộ mạnh nhất Thái Lan lúc đó. Về sau, đây được coi là chuyến xuất ngoại không thành công của tiền vệ trung tâm này. Trong khi đó, Văn Lâm dù đã có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Mouton United, thế nhưng rắc rối ở hậu trường đã khiến cho anh quyết tâm ra đi và chuyển đến khoác áo Cerezo Osaka của Nhật Bản.